trả lời rồi. Con lấy dũa sang bên này, con lại nhấm vào rồi. Cái này to rồi. Được chưa? Ui, đợi cho đây. Đi nó mẹ bóc. Làm cho bà chim. Ôi dồi, nặng quá chị ơi. Qua đây này. Ôi dồi. Ôi dồi. Đây là nhất nào. Áp phương. Xin chào con ơi. Để bộ cam chịu nhé. Yêu ơi. Ngon quá nhỉ. Ê, mẹ bóc cho con ăn này. Ngon quá, mẹ ăn miếng này. Ngon. Để chết rồi, rơi rồi. Ngon quá nhỉ. Ngon không? Ngon thật đấy. To rồi, cái này cắt cái này rồi. Cái này đi quả đấy không cắt đâu. Con lấy dũa sang bên này, con lại nhấm vào rồi. Nhanh. À con, mẹ cho mẹ ăn thôi, mẹ đói ở đây này. Mẹ đã chết ở đây này. Này con, để nhẹ nhàng nhá. Con đừng biết kia gái. Con bỏ tay á. Đây con. Con này to rồi. Con này to. Được chưa?
Thì chết rồi. Cắt tiếp đi. Cắt tiếp đi. Đợi đấy á. Con đây to rồi. Đây, đây, vô về đây, đây, vô về đây. Mẹ nhé. Tùng cất cái này với á. Mẹ trèo lên hôm kiện ở dưới kiện đón nhá. Cất mấy quả cao cao kia không có tới đâu. Đấy. Con cái này to. Cái này to. Tí nữa mẹ bóc cho. Tí mẹ bóc cho con bây giờ. Con lấy ăn đấy, quả đấy không ăn được, quả đấy không ngon. Xong mẹ cắt xong mẹ cho con ăn luôn. Không. Được không? Không. Được không? Không được đâu. Chép vào đi. Chép vào xong mẹ hết đầy rồi này, mẹ bóc cho con ăn nhá. Được không? Chuyện giỏi lắm đấy con. Từ từ hắn bóc. Tí nữa mẹ lấy ra mẹ bóc cho con. Nào xếp đi ra. Tí nữa đây mẹ ấy cho con nhá. Được chưa? Đây rồi đã. Ừ. Con ngắn. Nó cắt cái này này. À tiện ở đây đi, đón. Con. Cái này này. Cắt cái này. Con này. Đây chuyện này. Cái này to rồi. Chuyện ơi con không treo. Má bây giờ con chơi treo lên đấy. Chết rồi. Đi 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 chắc nào. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đến nhà này quả to đấy nha. Ôi ơi, ăn ra cho chị ạ. Ôi ơi. Đây. Con cầm đi. Cầm đấy. Cất cho mẹ đi. Thiện ơi, thiện đón quả đặt ở đây thôi, đặt ngoài đấy nhá. Đây thiện ơi, thôi con nhặt thằng con đặt hả thôi, đặt xuống đi xuống. Con muốn cho con với. Ừ con. Úi giời ơi Thiện này. Giờ con hôi này. Con này to này. Đây Thiện ơi. Con này to. Úi giời. Bé thôi mà. Hèng. Úi giời. Chị đừng xuống nè. Ý à. Thiện ơi. Thiện. 5, 6, 7, 9, 8, 10. Đấy. Nó bị rụng nhưng mà cái này tí xếp ra nhé.
Con chép đi, đưa thôi, quả đấy bỏ con, lên nào. Thì mẹ ăn thôi, mẹ bóc tụi con nhé. Mẹ bóc tụi con. Đi Tiểu này, để mũ vào đây, để mũ vào đây con, đi, đi. Cắt cam nhá. Bóc cho. Con chờ mẹ cắt nốt đấy nhá. Tiểu ăn quả đấy, chờ mẹ nhá. Mẹ nhá. Không ngọt đâu chị. Đây rồi Thiện ơi, đi lấy tải cho mẹ đi. Tiện ơi, có ngon không? Buổi này nó không sáng, nó không tối.
như kiểu nằm đi. Đây. Quả nước thịt về đây. Đẹp quá. Quả. Quả. Lấy một hộp quả nữa. Cái bụng này này no lắm rồi. Tiểu mẹ nhá. Cục cam vào xong về đi chợ. Tiện sách đấy cho mẹ đi ăn thế thôi, chỉ muối đi đã. Xuống cho kéo cho mẹ dậy, kéo cái này này, kéo cái bìu này. Kéo ở dưới đây nhá. Dạ con. Ôi giời, nặng quá Tiện ơi. Được rồi con lấy cái này. Qua đây này. Ôi giời. Đây, 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 đ
chọn ra xong rồi bắt lên được. Đây nào nhất nào? Em về 4 cân tiêu 4.000 là 65.000. 65 cái gì? TikTok phải bán thế không? 1.000 nó nghe nói 70.000. 33 cho cái khoản này ăn. Còn rồi đi ăn. Oh.
Papa. Con ngồi kia đi, mẹ lấy cho con. Ý dồi, mẹ đi chuyển cam đã rồi. Mệt quá. Tí nữa ăn cái đấy, ăn cam đã con. Cất cái này để ăn cam đã. Ăn cam đã, mẹ lấy cho. Đây rồi, con rồi. Con ăn cam nhỉ. Ăn hay làm tiếp. Thôi mẹ ăn đây. Cắt nước quá rồi. Ngon không? Thịt ngon quá nhỉ. Thịt ngon té mà. Thịt. Thịt cái gì, con ăn cam xong mẹ ăn thịt chứ. Con ngồi đây nhá, ăn cam nhá để mẹ đi phát rừng nhá. Ngồi đi, không muội tốt đấy. Chúng mẹ phải cái gì đấy? Mẹ đốt bây giờ đấy, không ai mưa không đốt được đâu. Bóc quả ăn.
đây nha mẹ, giờ kia lấy thêm ít củi nha. Con đây chờ mẹ nha. Con phải đi bộ nha. Hãy subscribe cho kênh Tiểu Vi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.